Phụ nữ tiết lộ 4 kiểu sưng nhất, đàn ông tinh tế nên nhớ kỹ. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, khi yêu, tư thế quan hệ tình dục đóng vai trò rất quan trọng. Quý ông nên khám phá những tư thế mới để thay đổi khoái cảm cho nàng, vì không phải người phụ nữ nào cũng đạt được khoái cảm từ những vị trí làm tình. Với những tư thế quan hệ tốt sẽ giúp gia tăng sự kích thích mạnh mẽ ở cô bé. Đây là điểm G tập trung nhiều dây thần kinh nhất, hơn cả ở cậu nhỏ của nam giới. Có một số tư thế quan hệ sẽ khiến phụ nữ thích thú hơn và được thỏa mãn, giúp cho cả hai được thêm thăng hoa và tình dục thăng hoa sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn. Với sức sáng tạo có thể có vô vàn các tư thế quan hệ cho các cặp đôi. Không phải với tư thế nào cũng dễ dàng làm chị em đạt được cực khoái. Cũng không nhất thiết cứ phải làm mới cuộc yêu mới tạo được hiệu quả trong chuyện ấy. Đôi khi chỉ cần biết kích thích những vị trí nhạy cảm, nhất là vùng tam giác mật, cũng có thể khiến cuộc yêu thăng hoa nhanh chóng. Trong video này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 4 tư thế quan hệ phụ nữ thích nhất, gây kích thích hưng phấn nhất cho nữ giới trong video dưới đây nhé. Tư thế thứ nhất không chỉ là tư thế chị em phụ nữ yêu thích, mà ngay cả cánh đàn ông cũng cực kỳ mê mẩn tư thế này, chính là tư thế doggy. Doggy là từ lóng nhằm để ám chỉ tư thế quan hệ từ phía sau rất được các cặp đôi ưa chuộng, bởi nó sở hữu đầy đủ những yếu tố sexy, táo bạo, có thể khiến cả hai sung sướng đến tột độ. Tư thế này như một làn gió mới cho cuộc yêu thêm phần thăng hoa và trọn vẹn. Với tư thế này, người nữ ở tư thế bằng 4 chân trên giường, cong lưng, nâng hông lên phía trên. Người nam ở tư thế phía sau người nữ, dùng đùi để ép hai chân của người nữ gần với nhau, lưng giữ thẳng và bắt đầu áp sát vào nàng, tay giữ hông nàng cố định, bắt đầu xâm nhập với tốc độ chậm rãi, rồi dần dần vào sâu với nhiều lực hơn. Tư thế này giúp siết chặt cơ âm đạo và âm sát được cậu nhỏ của người đàn ông, tạo ra ma sát tối đa và kích thích các dây thần kinh rất lớn. Vị trí này rất lý tưởng để kích thích các điểm nhạy cảm và giúp cho người đàn ông có một góc nhìn tuyệt vời về đường cong của người phụ nữ. 2. Tư thế gác chân lên vai. Động tác gác chân lên vai mang lại nhiều khoái cảm cho phụ nữ. Người nữ ở tư thế nằm ngửa, hai chân đặt lên vai người nam. Người nam ở tư thế quỳ và dùng tay nâng giữ mông của người nữ nghiêng lên trên một chút để điều chỉnh sao cho cả hai thoải mái nhất. Người nam có thể vòng tay ra sau cổ và lưng trên của người nữ một cách nhẹ nhàng. Điều này không chỉ giúp người nữ được thâm nhập sâu hơn mà còn mang lại cảm giác mãnh liệt khi cả hai nhìn vào mắt nhau. 3. Tư thế úp thìa. Nếu để hỏi tư thế nào phụ nữ thích nhất trong 4 tư thế thì chắc chắn không thể bỏ qua tư thế này. Để thực hiện tư thế này, cả hai cần nằm nghiêng, quay mặt về cùng một hướng. Người nam nằm đằng sau đối tác, người nữ uốn cong đầu gối và đẩy vòng ba ưỡn về phía sau để người nam có thể tiếp cận một cách dễ dàng hơn. Sau đó điều chỉnh độ nghiêng của cơ thể sao cho thoải mái và thay đổi nhiều góc khác nhau. Tư thế úp thìa cho phép rất nhiều sự thân mật về thể chất và có thể tiếp xúc toàn thân, cho phép thoải mái âu yếm. Cả hai người đều kiểm soát góc độ và độ sâu thâm nhập, với tốc độ chậm và cường độ thấp có thể kéo dài thời gian, bởi vì phụ nữ cần nhiều thời gian hơn để đạt được cực khoái. Ở tư thế này, người nam có thể dễ dàng dùng tay kích thích đôi gò bồng đảo của người nữ. Môi có thể thì thầm hoặc hôn nhẹ phía sau tai, mang lại cảm giác khoái cảm cho cả hai. Bên cạnh đó, vị trí này cũng cho phép đấng mày râu thâm nhập sâu và tiếp xúc trọn vẹn với cơ thể người nữ. Tư thế úp thìa thường rất được ưa thích bởi các cặp vợ chồng vừa thức dậy hoặc rất mệt mỏi. Bên cạnh đó, tư thế này còn thích hợp nếu như mà người nữ đang mang thai, ngay cả trong 3 tháng cuối cùng, bởi vì nó không gây áp lực lên bụng. Nó cũng tốt cho những người hồi phục sau khi bệnh hoặc phẫu thuật, hoặc là người cao tuổi vì nó ít gây căng thẳng cho cơ bắp. 4. Tư thế cưỡi ngựa. Đúng như tên gọi của nó, tư thế này mô phỏng lại động tác cưỡi ngựa, có nghĩa là người phụ nữ sẽ ngồi lên bên trên đối tác. Với tư thế này, người nữ có thể đạt cực khoái dễ dàng hơn nhờ sự đáp ứng nhu cầu của riêng mình từ tốc độ, cách chuyển động khi ân ái. Đây cũng là lý do vì sao chị em cực kỳ yêu thích tư thế phi ngựa. Hơn nữa, cánh mày râu trong khi chiêm ngưỡng người phụ nữ của mình,
di chuyển cũng có thể đặt tay ở phần đùi, vòng 1 hoặc là vòng 3 của bạn tình. Đó cũng là lý do vì sao tư thế này đem đến sự kích thích cho cả hai nhiều hơn hẳn những tư thế khác. Với tư thế quan hệ này, cả hai người đều được kích thích để tận hưởng cảm giác thăng hoa cùng nhau. Khi thực hiện tư thế này với đối tác của mình, quý vị cũng có thể thử sức với những biến thể của nó như tư thế cưỡi ngựa ngồi xổm. Người phụ nữ sẽ ngồi xổm bên trên và di chuyển mạnh mẽ với tần suất cao hơn, hoặc tư thế cưỡi ngựa xem hoa. Thay vì nằm ngửa như những tư thế cưỡi ngựa khác, người nam cần ngồi dậy với hai chân duỗi thẳng thoải mái. Tư thế này sẽ dễ chịu hơn nếu cặp đôi thực hiện trên ghế tình yêu hoặc nam giới dựa lưng vào tường. Quý vị thân mến, trên đây chúng tôi vừa điểm qua 4 tư thế quan hệ mà phụ nữ thích nhất. Tuy nhiên trải nghiệm này còn tùy thuộc vào sở thích của mỗi cá nhân từng phụ nữ. Một điều cuối và cũng rất quan trọng đó là đừng ngại trao đổi với bạn tình về những tư thế quan hệ mà bạn thích. Điều này giúp cả hai hiểu nhau và xây dựng một đời sống tình dục lành mạnh. Bên cạnh việc thực hiện những tư thế mới lạ và yêu thích, thì việc nhận biết được khi nào người phụ nữ của mình đang thèm ân ái cũng là một điểm mà các đấng mày râu cần cực kỳ quan tâm. Tình dục là một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Quan hệ tình dục khi cả hai đang ở đỉnh điểm ham muốn là điều tuyệt vời nhất mà đôi lứa nào cũng hướng tới. Tuy nhiên, phụ nữ Việt vẫn bị chi phối nhiều bởi quan niệm Á Đông. Ham muốn tình dục thì ai cũng có, nhưng không phải quý cô nào cũng dám thổ lộ với người yêu, đặc biệt là những quý cô dịu dàng, nhút nhát. Tuy nhiên, ngôn ngữ cơ thể của nàng có thể diễn tả những điều nàng không nói thành lời, đặc biệt là về chuyện ấy. Vì vậy, các chàng trai cần phải khéo léo để nhận biết dấu hiệu nàng muốn yêu. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu những biểu hiện ham muốn ở phụ nữ qua hành động. 1. Có những hành động thân mật là dấu hiệu nàng muốn lên giường với bạn. Khi nàng luôn muốn ôm sát lấy bạn, sờ ngực, sờ đùi hay chạm nhẹ nơi cổ là những biểu hiện con gái khi muốn quan hệ hoặc gần gũi với bạn đời. Một nụ hôn say đắm để nàng làm chủ thời gian cũng là lúc bạn nên biết nắm bắt thời cơ cho hai người đấy. 2. Muốn ở một mình với bạn. Tâm lý phụ nữ khi muốn làm chuyện ấy là muốn có một không gian riêng tư cho cả hai. Đôi khi nàng sẽ e ngại khi mặt đối mặt với bạn lúc mới quen. Tuy nhiên, sẽ có đôi lúc nàng chỉ muốn không gian này dành riêng cho hai người mà thôi. Nàng sẽ chủ động ngỏ ý muốn xem phim đến khuya cùng bạn hay muốn đến một nơi thật lãng mạn mà chỉ có hai người. Đó chính là lúc nàng bật đèn xanh cho bạn đấy. 3. Mời bạn qua nhà. Nếu đây là lần đầu cô ấy mời bạn qua chơi hay nhờ bạn giúp việc gì đó khi qua nhà, đó là dấu hiệu cô ấy muốn thúc đẩy chuyện của cả hai thêm một bước nữa. Nếu khi hỏi có chút ngại ngùng, có lẽ cô ấy muốn biết nhiều hơn về tình cảm của bạn. Trường hợp cô ấy mời bạn với vẻ lém lỉnh và nghịch ngợm, cô ấy đang thể hiện rõ là cô ấy muốn bạn rồi đấy. 4. Mặc đồ gợi cảm khi bên bạn. Đây là một trong những cách nhận biết khi phụ nữ ham muốn chuyện ấy dễ nhận ra nhất. Bằng cách khoe làn da trắng nõn nà cùng bờ vai trần quyến rũ, lấp ló sau lớp áo vàng mỏng là vòng một đầy đặn, các chàng sẽ không thể ngó lơ được rồi. Thứ hai là cách nhận biết khi phụ nữ ham muốn quan hệ qua từ ngữ của cô ấy. 1. Nói về tình dục nhiều hơn. Nếu đã sẵn sàng để thực hiện bước tiếp theo với bạn, cô ấy có thể sẽ nói về tình dục nhiều hơn nữa. Một trong những biểu hiện ham muốn của phụ nữ là nàng sẽ trò chuyện với bạn xoay quanh việc dò xét bạn đã yêu bao nhiêu cô gái, đã từng hôn nhiều hay không, hay bạn thích kiểu quan hệ nào. 2. Dành tặng cho bạn những lời khen gợi tình. Khi phụ nữ thèm chuyện ấy, nàng sẽ khen bạn có một bộ ngực vạm vỡ, bắp tai sexy hoặc cơ bụng săn chắc. Đây là những lời khen gợi tình. Lúc này, thay vì trả lời về cách luyện tập như thế nào, bạn nên tiến gần đến nàng hơn để nàng có thể chạm vào thân hình lý tưởng của bạn. 3. Nhắn tin tình cảm nhiều hơn. Một dấu hiệu phụ nữ muốn lên giường có thể là những tin nhắn mùi mẫn gửi đến bạn. Sau một thời gian khi quen nhau, chắc hẳn hai bạn sẽ trở nên thân mật và chia sẻ với nhau nhiều điều hơn trước. Khi bạn cảm thấy nàng thường nhắn tin tình cảm, trò chuyện với bạn, những điều thầm kín của con gái, hay cảm giác lần đầu hai bạn hôn nhau, là lúc nàng muốn bạn hiểu rõ hơn
cũng như là dấu hiệu nàng muốn quan hệ đấy. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, thời điểm ham muốn của phụ nữ không giống nhau ở mỗi người. Nhận biết khi nào phụ nữ muốn quan hệ nhất sẽ giúp các chàng lính ngự lâm chủ động hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng giao mình, hãy đảm bảo là cô ấy cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn. Đôi khi vì là phái nữ, nên lúc ham muốn chuyện ấy các nàng không thể nói thẳng ra như phái mạnh được. Vì thế cánh mày râu nên hiểu rõ hơn về người phụ nữ của mình, cũng như tinh mắt để ý đến hành động, cũng như lời nói mà nàng đã bật đèn xanh cho các chàng tiến tới. Biết cách nhận biết khi phụ nữ ham muốn, cũng như xác định được thời điểm nào phụ nữ ham muốn sẽ giúp ích rất nhiều cho các chàng trai để sẵn sàng chiều chuộng người mình yêu thương. Quý vị thân mến, quan hệ tình dục mang lại khá nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, nhất là khi nam nữ yêu vào những thời điểm thích hợp. Thế nhưng, nhiều người lại băn khoăn không biết thời điểm quan hệ tình dục phù hợp là lúc nào. Hãy theo dõi tiếp video này, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết vấn đề đó cho quý vị và các bạn cùng biết nhé. Theo nhiều nghiên cứu, sẽ có 4 thời điểm được coi là thích hợp để làm chuyện ấy. Đó chính là: thứ nhất, buổi sáng sớm. Buổi sáng là thời điểm quan hệ tình dục tốt nhất trong ngày. Đã có chứng minh của khoa học cho thấy, vợ chồng quan hệ vào buổi sáng sớm sẽ sản sinh ra hormone oxytocin và hormone endorphin, giúp cả hai kiểm soát được cảm xúc tốt hơn, tâm trạng cũng vui vẻ, thoải mái hơn và tràn đầy năng lượng cho cả ngày. Bên cạnh đó, quan hệ vợ chồng vào buổi sáng còn có tác dụng làm tăng nồng độ kháng thể IgA, giúp ức chế, ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn hiệu quả. Những người bị mắc các bệnh lý về xương khớp như là đau nhức, mỏi lưng, cột sống bị thoái hóa, thì cuộc yêu vào buổi sáng sẽ giúp giảm đau nhức khá hiệu quả. Bởi lẽ, một loại hormone cơ thể sản sinh ra trong khi quan hệ có công dụng giống như chất giảm đau, giúp giảm sự đau mỏi, khó chịu của cơ bắp, xương khớp. Quan hệ tình dục vào buổi sáng sớm đạt được khoái cảm sẽ giúp cho máu lưu thông tốt hơn cả nam và nữ, duy trì được sức khỏe sinh lý, ngăn ngừa tình trạng lão hóa của cơ thể và phòng ngừa một số bệnh về tim mạch. 2. Giờ nghỉ trưa hoặc buổi chiều của ngày nghỉ. Theo khảo sát, giờ nghỉ trưa hoặc buổi chiều của ngày nghỉ cũng được đánh giá là thời điểm quan hệ tình dục tốt nhất, đặc biệt trong khoảng thời gian 14 đến 16 giờ chiều. Lúc này, chất lượng tinh trùng của nam giới tương đối cao, tốc độ di chuyển của tinh trùng cũng nhanh hơn. Vì thế, thời điểm yêu này không chỉ giúp cả hai dễ lên đỉnh hơn mà còn thuận lợi cho những cặp vợ chồng muốn mang thai. Tuy nhiên, vào buổi trưa, thời gian sinh hoạt không nên quá dài, chỉ cần khoảng 20 phút là đủ. 3. Sau khi luyện tập thể dục thể thao. Tập luyện xong cũng được cho là thời điểm quan hệ tình dục lý tưởng. Quan hệ lúc này sẽ giúp bạn cải thiện được chất lượng giấc ngủ. Không những vậy, khi bạn tập thể dục thể thao, cơ thể sẽ tiết ra hormone giới tính quan trọng có tên là testosterone, do đó sẽ xuất hiện ham muốn tự nhiên cao hơn. Một nghiên cứu của Đại học Texas ở Austin, Mỹ đã so sánh phản ánh của phụ nữ khi xem phim nóng và sau 20 phút đi xe đạp. Kết quả là dòng máu chảy vào vùng sinh dục của phụ nữ cao hơn 169% sau khi tập luyện. 4. Lúc nửa đêm. Một trong những thời điểm quan hệ tình dục tốt nhất đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra, đó là vào lúc nửa đêm. Thời điểm này cả hai đều có hứng thú cao và rất dễ đạt được khoái cảm. Nhờ vậy cuộc yêu diễn ra sẽ thường cuồng nhiệt hơn nhiều. Bên cạnh đó, nửa đêm còn được coi là giờ vàng quan hệ tình dục, để hâm nóng tình cảm của vợ chồng khi cả hai đã được nghỉ ngơi thư giãn và không phải lo lắng hay chịu áp lực của công việc. Sau mỗi cuộc yêu, mỗi người sẽ đều ngủ ngon giấc, sâu giấc hơn. Quý vị thân mến, qua tìm hiểu của chúng tôi thì bên cạnh 4 khung giờ vàng trên thì còn có một khung giờ nữa cũng rất tốt là vào khoảng 3 giờ chiều. Khi ấy cũng chính là thời điểm đàn ông và phụ nữ đồng bộ nhất. Nam giới có thể đạt mức cao nhất của estrogen vào cuối buổi chiều. Phụ nữ cũng có mức cortisol cao nhất vào thời điểm này, giúp tăng cường năng lượng và sự tỉnh táo. Tất cả sẽ khiến cả hai hòa hợp hơn về mặt tình cảm. Quý vị ạ, không ai có thể chối bỏ được những lợi ích khi quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên không nên làm chuyện ấy trong thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Vì nếu quan hệ trong thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, vi khuẩn rất dễ xâm nhập và gây viêm nhiễm tử cung, viêm âm đạo, viêm nội mạc tử cung và cũng không nên quan hệ khi mệt mỏi. Tình dục là hành động tiêu hao thể lực. Nếu hành sự khi mà cơ thể đang mệt mỏi,
thì cặp đôi sẽ khó đạt đến độ hưng phấn, thậm chí rất dễ bị chấn thương. Và cuối cùng lưu ý rằng không nên quan hệ sau khi uống rượu, bia. Nếu quan hệ tình dục sau khi uống rượu, bia, nam giới có thể bị rối loạn chức năng tình dục, dễ bị xuất tinh sớm. Đồng thời, rượu, bia sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của cánh mày râu. Quý vị thân mến, hy vọng rằng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ giúp ích cho quý vị trong chuyện phòng the để có đời sống tình dục thật viên mãn và hạnh phúc. 4 dấu hiệu nhận biết phụ nữ chuẩn bị lên đỉnh, đàn ông cần học thuộc. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, mỗi người phụ nữ sẽ có vẻ ngoài cực khoái khác nhau khi làm tình. Ở đây là điều gây khó khăn cho đàn ông, bởi vì khi ân ái, đàn ông rất muốn biết thời điểm mà người phụ nữ của mình đạt cao trào để anh ta có thể kết thúc cùng một lúc. Nhiều đàn ông cố gắng kìm nén để chờ cho đến khi phụ nữ đạt đỉnh, nhưng vì một đánh giá sai lầm khiến họ về đích trước mà phụ nữ vẫn còn đang chạy ở phía sau. Vậy thì làm thế nào để đàn ông biết được dấu hiệu mà phụ nữ chuẩn bị đạt cao trào? Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ cung cấp cho quý vị một vài dấu hiệu cơ bản quý vị nhé. Quý vị thân mến, ở một số phụ nữ khi chuẩn bị đạt cao trào thì da sẽ đỏ ửng lên. Ở một số phụ nữ khác thì sẽ tiết ra rất nhiều chất lỏng khi ân ái. Tuy nhiên thì có những phụ nữ họ cố tình gồng người không chấp nhận hoặc giấu đi cảm giác đạt cao trào khiến cho đàn ông khó biết. Thậm chí là có nhiều cô gái còn diễn cảnh, tức là giả cực khoái. Do đó khi làm tình, đàn ông hãy chú ý những biểu hiện và hành động sau đây. Dấu hiệu thứ nhất, chị em chủ động tăng tốc. Đối với phụ nữ, trải nghiệm cực khoái không chỉ là một khía cạnh quan trọng của mối quan hệ tình dục, mà còn là một yếu tố quyết định đến sự hài lòng và gắn kết trong mối quan hệ. Mặc dù ít khi được thảo luận, mở cửa, nhưng việc hiểu rõ về cơ thể và mong muốn của phụ nữ có thể là chìa khóa để tăng cường niềm vui và sự hài lòng trong tình dục. Một điều quan trọng để lưu ý là giống như đàn ông, phụ nữ cũng có khả năng và mong muốn về cực khoái. Điều này đặt ra thách thức cho cả đôi tình nhân để hiểu và đáp ứng đúng nhu cầu của đối phương. Mặc dù phụ nữ thường ít lên đỉnh hơn so với nam giới, nhưng sự chủ động và sự tận hưởng từ phía nam giới có thể làm tăng cơ hội cho phụ nữ đạt được cực khoái. Một trong những dấu hiệu rõ ràng khi phụ nữ sắp đạt cực khoái là sự chủ động trong việc tăng tốc độ ma sát. Điều này thường được thể hiện bằng cách cô ấy tăng cường hoạt động cơ bản, sự linh hoạt trong các động tác hoặc sự thay đổi đột ngột trong cử động của cơ thể. Đối tác nên chú ý đến những biểu hiện này để có thể hiểu rõ hơn về mong muốn của phụ nữ và làm tăng khả năng đạt cực khoái cho cả hai. Khi nhận thấy dấu hiệu này, việc quan trọng là giữ nguyên tốc độ và không ngừng giữa chừng. Việc duy trì sự liên tục sẽ giúp phụ nữ không bị gián đoạn trong quá trình cực khoái, và điều này thường tạo nên một trạng thái thoải mái và hứng khởi trong tình dục. Nếu đối tác dừng lại giữa chừng, điều này có thể làm mất đi sự tập trung và năng lượng tích cực, làm suy giảm khả năng phụ nữ đạt cực khoái. Dấu hiệu thứ hai, hở gấp và nhắm nghiền mắt lại. Đúng như đã mô tả, nhắm mắt lại là một biểu hiện phổ biến khi phụ nữ đang trải qua cực khoái. Điều này thường phản ánh sự tập trung tăng cao và cảm giác và trạng thái tận hưởng. Việc nhắm mắt có thể giúp phụ nữ tập trung hoàn toàn vào trạng thái cảm xúc và giảm đi sự phân tâm từ những yếu tố xung quanh. Mặc dù không có quy luật cứng nhắc, nhưng nhiều phụ nữ thường có thói quen nhắm mắt khi gần lên đỉnh. Điều này có thể do sự tự nhiên, vô thức khi cơ thể phản ứng tự động để tận hưởng mức độ cực khoái cao nhất. Nhắm mắt có thể là một cách để giảm ánh sáng xung quanh và tăng cường các giác quan khác, tăng cường trải nghiệm cảm xúc. Ngoài ra, nữ giới còn có thể hiện sự tận hưởng thông qua các biểu hiện về khuôn mặt và cơ thể khác. Việc nhăn trán, há miệng, thở dốc nhanh hay thậm chí là một cái hắt hơi nhẹ đều có thể là những dấu hiệu của sự phấn khích và tận hưởng trong thời điểm gần đỉnh điểm. Các biểu hiện này thường là cách tự nhiên của cơ thể trong việc phản ánh trạng thái cảm xúc và hứng thú. Dấu hiệu thứ ba nàng sắp lên đỉnh là căng cơ, quằn quại. Cơ thể quằn quại và uốn éo là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất khi phụ nữ đang tiến gần đến thời điểm cực khoái. Hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh mẽ và tác động đến các cơ bên trong cơ thể,
làm cho cơ bắp co lại và tăng cường cảm giác. Một số biểu hiện cụ thể của cơ thể quằn quại và uốn éo có thể bao gồm việc phụ nữ co lại cơ bắp ở vùng bụng, chân và cả cánh tay, đôi khi nắm chặt các bộ phận của cơ thể như chăn, gối hoặc thậm chí là đối tác cũng là một biểu hiện phổ biến. Mặt biến sắc, cử động của đầu và cổ cũng như các biểu hiện khác trên khuôn mặt cũng có thể thay đổi do sự tăng cường cảm xúc. Ngoài ra, nhịp thở gấp gáp cũng là một chỉ báo quan trọng. Khi sắp đạt cực khoái, tần suất và độ sâu của hơi thở thường tăng lên do tăng cường hoạt động của hệ thần kinh và sự kích thích tăng cao. Dấu hiệu thứ tư bị ứ huyết khắp cơ thể và cô bé co thắt. Khi bị kích thích, một lượng lớn máu sẽ nhanh chóng được cung cấp và vận chuyển lên bề mặt cơ thể, khiến các mạch máu dưới da bị sung huyết. Huyết ứ chủ yếu xuất hiện ở mặt, ngực và các bộ phận khác. Ngoài ra có thể xuất hiện sung huyết ở da toàn thân. Một trong bốn cách nhận biết thời khắc nàng sắp lên đỉnh dễ cảm nhận nhất chính là sự co thắt liên tục của cô bé. Khi đạt cực khoái, các cơ vùng kính của phụ nữ sẽ co bóp mạnh, khiến cả hai cảm thấy sung sướng. Sự co thắt này thường xảy ra từ 3 đến 15 lần, với khoảng thời gian là 0,8 giây. Nếu để ý, bạn sẽ thấy các cơ co lại và thư giãn, đặc biệt là trong thời gian nàng đạt cực khoái. Quý vị ạ, để phụ nữ lên đỉnh, cánh mày râu cần có một vài tuyệt chiêu nhất định dưới đây. Chúng tôi sẽ đưa ra các gợi ý và những cách làm phụ nữ lên đỉnh, giúp cả hai cùng thăng hoa. 1. Khơi gợi ham muốn tình dục. Bạn có thể gửi cho nàng một tin nhắn nóng bỏng, vuốt ve cơ thể nàng hoặc cùng nhau thưởng thức một bộ phim lãng mạn. Điều này sẽ giúp việc lên đỉnh ở nữ diễn ra dễ dàng hơn. 2. Có màn dạo đầu nhẹ nhàng. Bạn nên có màn dạo đầu trước khi quan hệ với nàng để khiến cuộc yêu nóng bỏng và cả hai cùng sung sướng ngất ngây. 3. Thực hiện tư thế quan hệ giúp nàng dễ lên đỉnh. Bạn có thể thử những tư thế quan hệ giúp phụ nữ đạt cực khoái để nàng không thể cưỡng lại những giây phút thăng hoa trong tình yêu. Những tư thế này cũng giúp bạn dễ dàng nhận biết các dấu hiệu phụ nữ lên đỉnh để các cuộc yêu sau thêm phần thỏa mãn. Ngoài ra, phụ nữ có thể đạt cực khoái và có cảm giác lên đỉnh ở những nụ hôn của chàng trên cổ hoặc trên đỉnh núi đôi. Nam giới có thể tìm ra vùng da nhạy cảm trên cơ thể của bạn tình bằng cách dùng một chiếc lông vũ vuốt ve khắp cơ thể cô ấy. Sau khi lên đỉnh, phụ nữ hay nữ giới thường sẽ có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, hạnh phúc, xen lẫn một chút buồn ngủ. Bởi sau khi các giác quan cũng như bộ phận cơ thể hoạt động mạnh mẽ và tập trung, lúc này lượng máu sẽ tản ra và cơ thể sẽ được thả lỏng hoàn toàn. Phụ nữ sẽ cần thời gian khôi phục lâu hơn so với nam giới để có thể bước vào lần quan hệ tiếp theo. Cảm giác lên đỉnh ở phụ nữ như thế nào? Không phải ai đã từng quan hệ cũng biết điều này. Cảm giác lên đỉnh của phụ nữ sẽ cho chị em biết được mình có đời sống chăn gối viên mãn hay không, hoặc đàn ông có thể biết mình đã làm đúng cách hay chưa. Điều này rất quan trọng để duy trì và cải thiện mối quan hệ nam nữ lâu dài, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều những dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cung cấp cho quý vị những dấu hiệu nhiều nhất và dễ thấy nhất của chị em khi chuẩn bị về đích. Hy vọng với những thông tin chúng tôi chia sẻ, quý vị, nhất là nam giới, sẽ biết rõ hơn những dấu hiệu phụ nữ lên đỉnh. Từ đó, các chàng trai hãy cố gắng đưa bạn tình của mình lên đỉnh và về đích một cách ngoạn mục nhất. Mục đích là để giúp nàng thỏa mãn tình dục, giữ vững hạnh phúc lứa đôi. 3. Tư thế ân ái mà phụ nữ gào thét hiếm có khi đạt đỉnh. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, có hàng trăm tư thế làm tình khác nhau, mỗi tư thế có đặc điểm yêu, nhược điểm khác nhau. Có thể đàn ông thích nhưng phụ nữ lại không thích, hoặc ngược lại, phụ nữ thích nhưng đàn ông lại không hứng thú với nó. Vậy đối với phụ nữ thì tư thế làm tình nào có thể khiến họ đạt đỉnh một cách hiếm có? Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ vài tư thế mà khi đạt đỉnh, phụ nữ sẽ vô cùng thoải mái, quý vị nhé! 1. Tư thế cưỡi ngựa. Cùng với các phong trào đòi nữ quyền trong đời sống tình dục của phụ nữ, thì trong những thập niên qua, ít nhiều đàn ông đã nhường cho phụ nữ những quyền của họ trong phòng ngủ. Một trong những quyền ấy là sự chủ động của phụ nữ bằng phương pháp được ví von như đang cưỡi ngựa. Theo đó, người nam nằm ngửa,
Người nữ ngồi trên đầu gối co lại. Phương pháp này rất giống với việc một người phụ nữ ngồi trên yên ngựa. Đặc điểm phổ biến của phương pháp này là nữ ngồi trên nam, đầu gối mở rộng, phần thân trên đứng lên, lưng thẳng hoặc nghiêng về phía trước hay phía sau tùy theo sở thích của nữ giới. Tất cả đều phù hợp với nhu cầu của bản thân người nữ và sự ma sát khi di chuyển. Khi khoái cảm tăng lên, chuyển động thắt lưng của phụ nữ thông thường sẽ dần dần trở thành mãnh liệt, có thể kích thích hoàn toàn công cụ của đàn ông. Với tư thế này, ở nam giới cũng có thể di chuyển vòng eo theo nhịp điệu, đặc biệt là duỗi thẳng vòng eo để ném vào vị trí của phụ nữ, khiến cả hai đều đạt được đỉnh cao độ. Hơn nữa, tư thế này rất thuận lợi cho những nam giới mà thích vòng một của người nữ, không chỉ chiêm ngưỡng toàn bộ mà còn có thể kích thích tạo ra hiệu quả rất tốt cho cuộc yêu. Khuôn mặt và biểu cảm của phụ nữ trong tư thế này cũng rất rõ ràng, nên đàn ông hoàn toàn có thể đoán biết được những tín hiệu cảm xúc của bạn tình. Bởi vì khuôn mặt của phụ nữ khi ân ái sẽ khó giấu được điều gì. Nhưng có một bất lợi là ở tư thế này, người nam không chủ động được sự di chuyển, nên trong nhiều trường hợp, họ không thể kiểm soát được sự kích thích dẫn đến đầu hàng sớm. Đặc biệt là những anh chàng nhạy cảm với những kích thích. Ngoài ra, ở tư thế này, do bạn tình nữ rất sung nên đôi khi khó kiểm soát được tốc độ và lực, nguy hiểm có thể xảy ra khi công cụ đàn ông bị chệch hướng và có thể dẫn đến những chấn thương không mong muốn. 2. Tư thế lưng. Đặc điểm của tư thế này là người phụ nữ nằm ngửa như bình thường, nhưng khác biệt ở chỗ eo của nữ sẽ uốn cong lên như một cái cầu, đồng thời hai chi mở rộng. Ở phương pháp này thì người nam có thể dùng tay đỡ phần eo cho bạn tình không bị mỏi và đưa công cụ của mình vào như những lần quan hệ bình thường, với tư thế mà nam quỳ hoặc nửa đứng nửa ngồi. Do gốc thâm nhập nên chuyển động của đàn ông chắc chắn sẽ không được mượt mà cho lắm, nhưng lại tạo ra những khoái cảm đặc biệt đối với bạn tình. Vì sao ở tư thế này, người nữ khi đạt đỉnh sẽ có những khoái cảm hiếm có? Thứ nhất là gốc của việc uốn cong eo có thể giúp cho công cụ đàn ông sau khi thâm nhập sẽ dễ dàng tiếp xúc với những điểm nhạy cảm nhất của cơ quan sinh dục nữ. Tư thế này đạt được hiệu quả nhất, đồng thời muốn không khiến cho cả hai bị mệt mỏi đau lưng thì nên đặt một vật mềm dưới lưng eo người nữ, ví dụ như cái gối hay một con thú nhồi bông. Trên 90% phụ nữ rất hào hứng với kiểu này, và đặc biệt theo khảo sát của hàng ngàn phụ nữ thì có đến trên 70% cho biết là họ đã đạt đỉnh và vô cùng phấn khích thỏa mãn. Nhưng yêu cầu là đàn ông phải duy trì được mức độ thời gian quan hệ trên 10 phút, bởi vì sự ma sát và tiếp xúc cần có thời gian để các đầu dây thần kinh nhạy cảm thực sự rung động. Ngoài ra, người nam cần tranh thủ kích thích các vùng nhạy cảm khác của đối phương để đánh thức toàn bộ cơ thể bạn tình. Tư thế ân ái thứ ba, vận dụng khuỷu tay và đầu gối. Đây là tư thế thú vị nhất và được đánh giá là tư thế thiết kế tốt nhất trong hàng trăm các cách làm tình của con người. Nó là biến thể của style doggy. Phương pháp tư thế khuỷu tay và đầu gối còn được gọi là phương pháp hành động. Điều này gợi nhớ đến cách mà các loài động vật giao phối, nên nhiều phụ nữ từ chối phương pháp này. Vì sao phụ nữ lại từ chối trong khi đây là phương pháp mang lại cực khoái hiếm có? Bởi vì nhiều người không thể chịu được những cảm giác mà nó mang lại. Phụ nữ, nhiều người sợ rằng họ không kiểm soát được âm thanh. Ví dụ họ có thể hét lên âm thanh lớn và họ có thể có những hành động xấu hổ. Để thực hiện tư thế này thì phụ nữ sẽ hạ thấp phần đầu và ngực áp sát xuống, trong khi vòng ba sẽ đẩy lên cao. Lúc này đàn ông có thể chiêm ngưỡng và quan sát toàn bộ những chi tiết cấu tạo cơ quan của bạn tình. Đây là những nơi thường khó nhìn thấy khi áp dụng tư thế khác, đồng thời giúp cho đàn ông đạt được niềm vui và kích thích rất mạnh về mặt thị giác. Phụ nữ nói gì về tư thế này? Tất cả đều hài lòng. Đó là kết quả của nhiều cuộc khảo sát ở Vương quốc Anh đã cho thấy sự hài lòng của phụ nữ. Tất cả đều nhận thấy người đàn ông của mình thật mạnh mẽ và vô cùng ấn tượng. Nhưng cũng phải nói rằng, sự tương thích của hai cơ quan của nam và nữ sẽ quyết định sự phù hợp của tư thế này là thế nào. Bởi vì nếu không có sự tương thích, thì phụ nữ có thể không đạt được điều mình muốn. Các chuyên gia khuyến cáo và đưa ra lời khuyên với cặp đôi là nên áp dụng tư thế này ở giai đoạn cuối cùng của cuộc yêu.
không nên thực hiện nó ngay khi mới bắt đầu, bởi vì người ta cho rằng, đối với đàn ông, tư thế này có thể khiến họ kết thúc nhanh chóng cuộc yêu. Còn phụ nữ cũng sẽ không thích được thực hiện ngay tư thế này khi bắt đầu, bởi vì phụ nữ cần nhiều tình cảm hơn trong khi làm tình. Phương pháp này khiến cả hai không nhìn thấy mặt nhau và nó không tạo ra được cảm xúc. Phụ nữ không biết người đàn ông đang trong hoàn cảnh nào và có thực sự hạnh phúc hay không. Trong khi làm tình, mặt đối mặt có thể tạo ra được nhiều cảm xúc và sự tin tưởng nhiều hơn giữa hai người. Quý vị thân mến, có hàng trăm phương pháp và tư thế khác nhau, nhưng để phụ nữ đạt được những khoái cảm hiếm có thì không nhiều. Để xác định người phụ nữ có thích tư thế đó hay không, thì đàn ông phải nghe ý kiến của họ, giao tiếp để hiểu bạn tình hơn, đồng thời phải tinh tế quan sát sự thể hiện của họ qua hành vi, ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm trên khuôn mặt của họ. Không có phương pháp tình dục nào hay tư thế nào là dùng chung cho tất cả mọi người và đều đạt được mục đích. Do đó cần liên tục đổi mới và sáng tạo trong đời sống chăn gối để hôn nhân thực sự thú vị quý vị nhé. Như thường lệ, phần cuối video hôm nay sẽ là truyện ngắn Nước mắt của biển. Vừa bước ra tới cửa thì có mưa. Ông lão lùi vào hàng hiên, ngồi chéo chân, móc gói thuốc rê ra vấn, tự nhiên như ở nhà mình. Đảo côi mùa đang nắng gắt gỏng, bỗng đâu quăng về một chùm mưa, rơi lợp đợp trên mái nhà, nghe thô và rác. Ngó ra nhìn, hậu không thể tin người đàn ông gầy gò, mắt sáng như sao ấy là cha mình. Bởi đâu có người cha nào rượt đứa con đến mức nó đã bỏ xứ trốn ra đảo côi hoang vắng mà ông cũng tìm tới. Quý gặp người, chụm tay đốt thuốc. Ông lão cố chống lại với cơn gió biển không thôi, cướp ngọn lửa nhỏ nhoi từ chiếc quẹt ga. Ngó ra sân căn nhà thuê, hậu có chút xốn xang, tự hỏi lòng có nên thôi giận hờn hay không. Anh dịu dàng trôi trong ký ức cùng cha mình và hiểu ra biết bao nỗi lòng của ông lão. Có lẽ phải đến lúc làm cha làm mẹ, hậu mới thấm thía được lý do vì sao ông già xử vậy với mình. Hồi mới ra đảo, cảnh thường hiện về trong giấc mơ của hậu là đoạn cha cầm hai chân con gà thần kê đại hiệp, rồi vung vào bia đá. Con gà dậy chết, nhanh như chớp, nắm lấy vành tay thằng con, ông già lôi đi, kéo như người ta kéo trâu. Mỗi bước, lão mỗi dặm thêm mấy câu, tiền của tao sao bay lấy, hoặc lấy cây cựa đâm vô thịt da coi có đau không. Ông lão 64 tuổi, cha ruột, nên hậu nhịn. Nhưng đoạn cuối bữa đó, lúc chưa ra khỏi sân gà, ông già hét một câu đau thấu tim gan. Bay không phải là con nhà này, bay con của cái quân trắc tán. Nổi xung thiên, hậu tung tay ông lão ra, dứt khoát và hơi ác. Đúng rồi, ông không phải cha tôi. Ông già hơi chới với, chưa kịp hoàn hồn, thì hậu đã bỏ te te về phía bờ kinh, rồi lội một mạch sang bên kia. Lục bình trôi đầy, ông già không cách nào nhìn thấy thằng con sau khi nó chìm trong nước. Ký ức đó, dẫu tâm trạng có dịu dàng đến đâu, thì khi nhớ lại, hậu cũng thấy toàn thân giận đến run rẩy. Ký ức ấy, tới chết cũng không quên được. Hậu bỗng nói lớn, đứa con đang chơi với vỏ ốc, giật mình nhìn cha hơi hoảng. Nhìn con sắp méo, hậu xua tay, chạy lại kề bên lấy con ốc biển, ra trò ta đa, bằng ốc đây, như tàu vừa trật một nhịp và kịp lúc bắt vào đường ray. Đứa con nhanh chóng hòa nhập vào trò chơi, miệng không thôi đọc theo ta đa. Lúc đó ông già ngồi ngoài hiên ngó vào, mắt lim dim, khói thuốc tỏa làm lờ mờ, không rõ vui hay đang quạo. Hồi hậu bỏ đi, ông già đâu thèm nhìn theo níu kéo làm gì. Nghe đâu, có lần ông còn thề thốt, có chết cũng không cho thằng con mê đá gà không lo chí thú làm ăn trở về. Sợ về làm ông già giận nhiều, hậu đi luôn từ dạo đó. Lâu lâu bắt liên lạc về cho má yên tâm. Điện thoại chưa lâu thì nghe tiếng ông già hét. Đặt tên thằng hậu mà sống không có hậu, bà gọi điện làm chi? Lần một, hai, ba, hậu thấy bình thường. Nhưng sau đợt bấm nhầm cái loa, giọng ông già rơi ra. Vợ đang nấu cơm, giả bộ không nghe. Nhưng hậu vừa quê vừa nổi quạo, đập tan nát cái điện thoại.
thề không về với ông già từ đó. Hậu đâu biết, ông già đã đánh tiếng được từ những người quen chuyện Hậu đi Tàu, quen Thảo sau khi em ly dị chồng 2 năm. Mới đầu ông cũng nổi xung thiên với thằng con hơn. Tại sao bao nhiêu mối ngon lành không chịu mà đi ưng con nhỏ thôi chồng? Má can ngăn. Thôi thôi, ông từ từ tôi khuyên con. Nhưng ông già tự mình hành động, viết bức thư gửi ra tới tận nơi. Về đây biểu, không về sẽ ra tới ổ. Nhận được thư, Hậu xé tan thả trôi trên biển. Nhìn đám giấy lững lững, nghi ngờ rằng ông già sẽ theo mùi giấy tới đây. Lúc đó biết giấu Thảo nơi đâu. Nghĩ tới việc vợ đang bầu bì mà phải cùng chồng trốn chạy, Hậu hét lên mặt biển. Ông muốn tôi sống sao? Trong lúc Hậu lục đục dọn đi, ông già cũng xếp áo quần vô túi, chuẩn bị lên đường. Đặt chân lên đảo lớn, thì thằng con đã trốn đi mất biệt đâu đâu. Ông già cằn nhằn bà chủ nhà trọ cũ rằng, tại sao lại chấp chứa con ông? Câu chuyện đó, bà kể lại cho Hậu nghe với giọng điệu kiểu như, lỗi này đâu phải do tôi. Hậu nghe giận tím cả mặt tự hỏi, tại sao cha lại làm quê tôi hoài vậy? Nhưng còn chút may, ông già gặng hỏi giáp đảo lớn mà vẫn không cách nào mò ra chỗ của hai đứa. Ở phía đảo nhỏ đối diện đó có Sa Chi. Thảo nói hoài, thôi cha lớn tuổi rồi. Trong lúc Hậu biên thơ gửi về nhà, kêu ông già đừng tìm mình nữa. Thư đó Thảo giấu kín đi. Sáng ra, lúc Hậu đang lay hoay cố tìm thơ cho được, đứa con trong bụng Thảo đạp điên hồi như thể nói, cha ơi, con sắp ra gặp cha. Hậu chèo chiếc thuyền đi kiếm cá, đặng còn có chút tiền cho Thảo sanh nở. Hai tay Hậu mỏi nhừ, quên luôn rằng hôm qua mình còn giận ông già mênh mông bằng mặt biển. Nghe nói cha Hậu có ra đảo lớn thêm 2 lần tìm con. Người ta tả lại, ông còn xách theo cọng dây dù, cầm mấy gói cháo mà bà chủ trọ cũ đưa cho từ ai đó làm từ thiện. Hậu nói, cha tôi ổng tính cuộc tôi lại như cuộc heo chứ gì. Về nhà kể cho vợ nghe, ông già cứ lần quần hoài, hỏi sao anh không khùng cho được. Gói cháo nghi ngút khói, đứa nhỏ húp ngon lành, giọng Thảo ngọt như canh. Thôi mà anh, cha lớn tuổi rồi. Nhiều đó thôi Hậu thấy tan đi ít nhiều sân hận với ông già. Hậu bắt mối được chiếc tàu biển, họ nói đi mỗi đợt 1 tuần, 400 ngàn một ngày, chịu không? Mùa này biển chưa vào mùa bão, để vợ con ở nhà cũng yên tâm. Hậu lên tàu, hy vọng kiếm thêm chút tiền để vợ con cơm canh đỡ cực. Nghe đâu sau mấy mùa như vậy, ông già mới mò ra được tới đảo Côi này ngay đợt biển động. Ông giả làm chủ tàu đi tìm Hậu để thuê đi biển. Lần la hỏi thăm sớm rằng thằng Hậu có còn đá gà hay không? Người sớm chưng hửng. Hậu đi biển không kịp thở, nuôi 2 đứa con chứ chơi sao? Nó đàng hoàng vậy mà cờ bạc đá gà gì? Ông già nửa tin nửa ngờ, nhưng lòng dậy vui lên như sóng biển vỗ ào ào. Tìm đường đến nhà đứa con, ngồi trước cửa ngó vào, thấy con mình lăn xăn đút cơm đứa nhỏ, trả lời đủ bao câu hỏi cho đứa lớn. Ông bỗng nhớ quá đứa con hồi còn thơ của mình năm nào. Bước vào nhà mấy bước, đặt cái túi du lịch đã cũ xuống. 2 đứa nhỏ ngờ ngợ nhìn chăm chú hồi lâu, rồi bỗng mừng vui, khoanh tay chào ông nội. Hậu ngó ông già, mặt căng cứng. Thì ra bao ngày qua, mẹ đứa nhỏ đã đem hình ông ra để dạy mấy đứa nhỏ về ông nội, bà nội ở trong bờ. Ông đứng đó ngó con, ngó cháu rất lâu, cảm động, rồi bỗng lặng lẽ rời chân. Hậu cũng chưng hửng, không biết sao lần này, ông lão lại không kiếm chuyện với mình nữa. Ra ngồi trước sân hút mấy điếu thuốc, rồi đứng dậy bước đi. Trong nhà Thảo và Hậu nói gì đó với nhau, rồi Thảo bỗng cất lời. Cha ở lại chơi với tụi con vài hôm. Ông già ngoái nhìn, cười rồi vẫy vẫy tay chỉ vào phía đất liền. 2 đứa cứ nhìn theo mãi, cho đến lúc ông già khuất dạng, mới chực nhớ ông bỏ quên lại cái túi. Hậu cầm chạy theo ra phía tàu, vừa chạy Hậu vừa khóc, vừa kêu lớn. Cha ơi, đợi con, cha ơi, cha đợi con. Hậu đâu biết, ông già ngồi lại ở một góc biển ngó về phía nhà đứa con. Ông cũng dặn dỗ nhớ thương, không biết làm sao để kết nối lại một giọt máu đào rơi rụng từ lâu. Nước mắt vào mùa bão động này, ắt sẽ nối sợi chỉ tay đứt.
của hai cha con liền lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.